Đây là 10 cung đường đáng sợ nhất thế giới, ai dám bạo gan đi qua? Những cung đường ngoằn ngoèo nằm ở độ cao chóng mặt, với nhiều khúc cua gấp nguy hiểm này sẵn sàng thách thức các tay lái lão luyện và bạo gan nhất. 1. Con đèo trên đường N9 ở Western Cape, Nam Phi chỉ dài 800m nhưng có đến 40 khúc cua dốc đứng. Tại đây thường xuyên gặp sương mù, sạt lở và giao thông đông đúc. 2. Đường Stelvio Pass ở Italy đi qua dãy núi Alto Apus. Những đoạn đường ngoằn ngoèo, hẹp và hàng rào an toàn thấp gây nguy hiểm khi lái xe qua đây. Với đỉnh đèo cao 2.757m, Stelvio Pass là con đường cao nhất ở Italy. 3. Con đường xuyên núi Thiên An Môn, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đáng sợ với 99 khúc cua gấp ở độ cao 1.100m chỉ trong 11km. 4. Con đường núi cao D211 ở Pháp là một thử thách đi xe đạp nổi tiếng thường xuyên góp mặt trong Tour de France. Đường D211 có tới 21 khúc cua với độ dốc là 13%. Các bức tường bê tông và rào chắn va chạm cũng dễ cản tầm nhìn của người lái xe. 5. Đường Lombard San Francisco ở Mỹ được mệnh danh là con đường quanh co nhất thế giới với 8 khúc cua chỉ trong 600m xuống một ngọn đồi ở độ nghiêng 27 độ. 6. Con đường Tsugaru Iwaki dài 11km ở tỉnh Aomori, Nhật Bản với 66 khúc cua gấp có thể khiến bạn say xe khi đi từ chân núi lửa Iwaki qua rừng sồi và đi lên độ cao 1.247m trên những con dốc này. 7. Billach Naba, Scotland dài 18km từ Thornapress đến Uppercross nhưng có thể được so sánh với con đường đèo quanh co cao vì có nhiều khúc cua trắc trở. 8. Con đường Paseo de los Libertadores ở Chile có độ cao 3.200m dẫn qua dãy Andes vào Argentina ở độ cao 6.962m. Cung đường có tới 20 khúc cua nguy hiểm. 9. Cao tốc Million Dollar. Cung đường kéo dài qua 3 con đèo nhưng không có các biện pháp bảo đảm an toàn như rào chắn hay gờ bảo vệ. 10. Đường dẫn lên ngọn núi Torrentens, Na Uy chỉ có 11 khúc cua dẫn lên ngọn núi này nhưng lại được xếp vào danh sách những cung đường đáng sợ bởi vì độ hẹp và uốn lượn của nó. Các bạn để không bỏ lỡ những thông tin thú vị nhất nhé. Xin chân thành cảm ơn.